Xin chào quý anh chị, thì hiện tại thì Tâm đang ở khu dân cư Bồ Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Ở bên đây là khu công nghiệp Bồ Xéo nè, công ty Sinmark kìa quý anh chị. Thì Tâm đang ngồi tại lô góc hai mặt tiền luôn, hai mặt tiền luôn. Cái lô góc mà Tâm đang ngồi ở đây nè, hai mặt tiền này nè, thì lúc trước Kim Oanh bán ra là hơn 7 tỷ nha quý anh chị, hơn 7 tỷ. Nếu mà những cái căn nhà của Kim Oanh hiện tại tại khu dân cư Bồ Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai này nè quý anh chị, nếu mà mình muốn kết thúc hợp đồng, không có mua cái nhà đó nữa, có nghĩa là mất cái khả năng mà mình chi trả cho cái căn nhà đó, mình muốn kết thúc hợp đồng thì mình sẽ phải hoàn lại 8% trên tổng giá trị hợp đồng. Ví dụ như căn này là 7 tỷ 2 đi, thì mình phải mất 8% trên 7 tỷ 2 đó quý anh chị. Mất 8% trên 7 tỷ 2 đó thì mới trả lại, mới kết thúc được hợp đồng đó. Ví dụ như mà mình mua cái căn lô góc hay bằng tiền mà 7 tỷ 2 này nha quý anh chị, nếu mà mình mua trong vòng một năm trước giá là hơn 7 tỷ 2, và mình vay 70% là vay khoảng hơn 4 tỷ đi. Mình đóng lại tới bây giờ thì cũng khoảng 300-400 triệu. Và hiện tại mình chịu lỗ thêm 8% trên, nếu mà mình không mất khả năng chi trả, mình chịu lỗ lên 8% nữa là khoảng tầm 600 triệu. Vậy là sau một năm mình đã bị lỗ hơn 1 tỷ đồng. Nếu mà mua một bất động sản mà bị tới bây giờ mà chưa bán ra được, các bạn đã lỗ hơn 1 tỷ đồng nếu mà phải tất toán hợp đồng, thì sương sương mà sau một năm lỗ hơn 1 tỷ đồng.